Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm qua tới giờ thì vùng xoáy thấp vẫn tồn tại ở khu vực đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, phần tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh. Cường độ thì chưa có nhiều biến động. Trong 24 giờ tới thì khả năng vùng xoáy thấp sẽ di chuyển theo hướng đông đông bắc và đi ra ngoài, nhưng tác động của nó tiếp tục gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh là rất cao, nên các tàu thuyền cần phải tuyệt đối là không ra khơi. Còn đối với khu vực Bắc Biển Đông, dù không chịu tác động trực tiếp của vùng xoáy thấp, nhưng khu vực này lại chịu ảnh hưởng chính của giải hội tụ nhiệt đới, nên có gió hai hướng. Phía Bắc là gió Đông Đông Bắc, còn phía Nam là gió Nam Tây Nam. Dù cường độ các hướng gió thì chỉ khoảng ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng hai hướng gió khác nhau rất dễ tạo ra lốc xoáy. Chưa kể là mưa dông cũng xuất hiện nhiều, nên bà con ngư dân cần phải hết sức chú ý. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió hướng Tây Nam nhưng cường độ ở hai khu vực này lại khác nhau. Ở khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, Phú Quý, thì sẽ có gió Tây Nam mạnh hơn ở mức cấp 5 đến cấp 6. Và sóng cao từ 2,25 đến 3 mét kèm theo tình trạng biển động. Ngoài ra, mưa rào và dông nhiều nơi xuất hiện bất kể ngày hay đêm, tầm nhìn xa vì thế giảm thấp và nguy cơ cao kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh tới cấp 6, cấp 7. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, vịnh Bắc Bộ là nơi chịu tác động của vùng xoáy thấp, vì thế mà trời liên tục có mưa rào và dông mạnh, khiến cho tầm nhìn xa thấp luôn dưới 10 km. Cùng với đó thì hiện tượng dông mạnh gây lốc xoáy và gió giật cũng thường trực ở mức cao. Việc đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng đến Bạch Long Vĩ cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Ở khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, cường độ gió Tây Nam chỉ dưới cấp 4, sóng biển thấp dưới 1,75m và hầu như là không có mưa dông, thời tiết cơ bản thuận lợi cho các hoạt động biển trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo Lý Sơn và ngược lại. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!